Chào tất cả anh chị đã đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì hôm nay á cũng là cuối tuần nha, nhưng mà bên Bảo á vừa mới về một lô máy đục bài chính hãng Makita, hàng xịn nha, Made in Japan luôn. Đó, tất cả những con này á thì đều được bên Bảo làm điện cho anh chị mình là 220 hết nha. Đó, khá là mới này, đục như này giá rất là rẻ luôn, mới đẹp nè anh chị thấy nè, tem Nhật còn đầy đủ hết nha, hầu như con nào cũng thế luôn. Đó, trưa ngày hôm nay 1.600.000 thôi, một con máy rất là đẹp. Dây thì anh chị biết rồi, dây bảy Nhật như này á, là xài rất là đà. 1.600.000 là Bảo sẽ tặng cho anh chị mình một cặp mũi luôn nha, một cây nhọn nè, đó, với là một cây dẹp luôn, tặng một cặp luôn nha, tặng một cặp như này. Lúc mà anh chị mua ngày trước là Bảo bán 1.650.000 á, giờ tính 1.600.000 thôi, đó, rẻ hơn cặp mũi rất là xịn nè, cực kỳ đà như này. Mua một cây là tặng hai con, à hai mũi. Rồi Bảo sẽ test sơ sơ về sức mạnh nha. Makita này là anh chị biết rồi, mua mới á giá là 5-6 triệu một cây, mà giờ á, mình mua cũ mà có 1.600.000 thôi. Đó, mình xài này như này mình đục nha, lực búa của con này khá là đều nha, khỏe lắm nha. Đó, anh chị biết Makita là khỏi phải chê, đục rất là đà. Đó, hàng Bảo là tuyển ngon lành này, phít tông hơi đồ là làm ngon lành cho anh chị mình xài, cực kỳ đà. Rồi tiếp tục, con nào cũng thế hết nha. Đó, anh chị thấy đà chưa? Trời ơi, nó mắc mùi luôn, cực kỳ khỏe luôn, nó kẹt mùi ở trong rồi nha. Đó, đục luôn. Đó, anh chị thấy nó quá đà luôn, lực búa rất là cao. Đó, Bảo đè vào trong luôn. Đó, đè vào trong. Đục khúc to này xem. Đó, nè đôi ra luôn, quá khủng luôn. Anh chị thấy không, bê tông mà đục cỡ đấy, hàng xịn Makita, Bảo đè là mũi nó kẹt vào bên trong là đè hết sức là nó nứt đôi như này luôn. Là anh chị thấy rồi, bê tông rất là cứng nha. Đó, không phải là bê tông bèo bèo đâu. Rồi, anh chị nào á mà thích một con máy đục bài Nhật chính hãng Makita, hàng xịn nè, tất cả đều đẹp như này nha, về chục mười mấy con thôi, Bảo thấy con nào cũng đẹp hết như nhau luôn. Anh chị nào đặt á thì được bên Bảo tặng cho một cặp mùi nhá, hàng bài Nhật nhá. Về bao anh chị mình xài, anh chị biết là những hàng bài này á, đầu nòng á nó dày kinh khủng lắm, hơi này, đặc biệt là phít tông bằng sắt nên là độ bền siêu bền luôn. Đó, tem Nhật nha, tem hàng Nhật chính hãng luôn. Rồi mà máy thì nó quá trời luôn, logo Makita, hàng Nhật, Made in Japan. Đó, anh chị thấy nè, con nào cũng thế nha, Made in Japan, hàng xịn nha. Đó, hàng xịn hết nguyên con như này, logo dập nổi Makita ở đây, mua mới lên đến là 5-6 triệu một cây, hàng này là phải đấu mới có nha. Đó, thì anh chị nào đặt một con hàng bài xịn như này còn khá là đẹp, hơi phít tông ngon lành, đều là xài bạc với là sim thép bên trong nha, nên là nó bền gấp mấy lần xài sim su bình thường luôn. Muốn đặt hàng bài thì liên hệ trực tiếp cho Bảo qua ba số điện thoại trên màn hình. Rồi vào bỏ đây ạ. Rồi bây giờ thì Bảo xin kết thúc video buổi trưa về hàng bài Nhật, máy đục 17 ly chính hãng Makita tại đây.